Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách xem ai đã thả tim trên TikTok của các bạn nha. Thì đầu tiên các bạn hãy cập nhật cái TikTok lên phiên bản mới nhất nha. Tiếp theo các bạn hãy mở cái ứng dụng TikTok của các bạn lên, rồi các bạn hãy nhấn vào mục là hộp thư ở phía dưới bên phải màn hình điện thoại nha, là cái mục này nè, hộp thư. Thì mình sẽ nhấn vào mục hộp thư nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào cái dấu mũi tên nó ngay cái phần hoạt động nha, là ngay phần này thì mình sẽ nhấn vào dấu mũi tên đó nha.